Lưu xuống đi, ở đây không có việc của ngươi nữa. đa tạ thánh tử đại nhân, đa tạ thánh tử đại nhân. Ray, right. chỉ là một con mèo mà thôi. cô gần đây càng ngày càng không bình tĩnh nữa rồi. chẳng lẽ đại nhân đưa cô lên vị trí này chính là muốn xem cô tức giận đúng không? không, đương nhiên không phải. ngài cũng biết, sau khi Abila qua đời, phụ hoàng mặc dù giao toàn bộ quốc sự cho ta giải quyết, nhưng không truyền ngôi vị lại cho ta. Tôi cũng chỉ là vội vàng, lo lắng không thể hoàn thành giao vụ đại nhân giao cho ta một cách thuận lợi. Vậy thì làm tốt việc cô nên làm, đừng vì sự đố kỵ của cô mà phí thời gian của mọi người. Là ảo giác của mình sao? Tại sao cảm thấy thời gian này rai càng ngày càng lạnh nhạt của mình rồi? Đương nhiên rồi, lúc này là ta không tốt, ngài giúp ta có được không? Hay là nắm bắt được rai rồi nói, dù gì bây giờ mình vẫn chưa lên ngôi hoàng vị ta biết rồi cô chỉ cần làm tốt công việc của cô khiến cho hoàng đế và bọn quý tộc thừa nhận cô ừ ta biết ngài nhất định sẽ đứng về phía ta còn về việc còn lại ta sẽ xử lý đáng yêu quá đi julian cô còn nhớ việc lúc trước ta đi lạc không lúc tôi đến phủ công tước làm việc thì tiểu thư đã đi lạc rồi như thế à, nếu có người có thể nói cho ta nghe thì tốt rồi. Mình bây giờ lấy thân phận của Bella để sống, càng không muốn thay thế Bella bị nhốt ở nơi này. Huống hồ cơ thể bây giờ không thể chống cự nổi để rời khỏi phủ công tước. Công tước e là sẽ không dễ dàng để mình rời khỏi đây. Muốn rời khỏi phủ công tước, có lẽ nên điều tra rõ trần tướng năm đó Bella đi mất. Còn có giấc mơ đó, người thần bí đó. Trên thân phận Bella rốt cuộc có bao nhiêu bí mật cảm giác không thể khống chế bản thân thật sự rất tồi tệ nhưng mình bây giờ hành động có giới hạn muốn điều tra sự việc xảy ra thời gian đó ở đế quốc của abila chỉ có thể cầu của người ngoài tìm ai tương đối tốt đây tôi biết có lẽ có người có thể giúp người ai tiền nửa năm đó của người chị Lucile. Tên nữ của ta đúng vậy nghe nói lúc đó chị lucile ở bên cạnh chăm sóc người cho đến khi sẽ ra việc đó sau khi người đi lạc chị lucile mặc dù ở lại trong phủ công tước nhưng không thể nào tiếp tục nhận công việc của tiền nữ nữa như thế à rõ ràng là chăm sóc không chú đáo dẫn đến tiểu thư đi lạc sai lầm nghiêm trọng như thế chỉ là điều vị trí khác hay sao julian lập tức dẫn lucile đến đây gặp ta Tiểu thư, đây chính là chị Lucille. Lucille Muffler, tham kiến tiểu thư. Xin chào. Đi chuẩn bị trà và tĩnh tâm đi. Hả? Cho hỏi người tìm tôi đến là có việc gì sao? Tại sao không giống như mình? Là trục dạ hay là... Tại sao cô ấy lại căng thẳng như vậy? Có lẽ Julian đã tự nhắc đánh cô với ta. Ta mất đi trí nhớ vì vậy người bây giờ có thể Câu chuyện vào người ta mất tích không lucile là tiền nữ hân cận trước khi Bella mất tích phạm tội lớn như vậy lại được ở lại phủ công tứ nhất định là có nguyên nhân có lẽ lucile sẽ nói ra chỗ họ của câu chuyện này cũng không chừng tôi biết rồi hôm đó người cũng giống như mọi ngày buổi chiều đến hoa vi xem xét Tiểu thư, đây là sách người cần. Cảm ơn cô Lucile. Người không cần khách khí. Lúc còn nhỏ, người đối xử với tất cả mọi người rất lương thiện, cho dù là Phu nhân, chào buổi chiều. Mẹ kế của người, Phu nhân na. Vốn cho rằng chỉ là một ngày bình thường, hôm đó người đến hoa viên không lâu thì lại trở về rồi. Đó hoa hồng đó là bông hoa đẹp nhất ta từng thấy, người không cần đi theo ta, đợi ta hái về cho người xem nó là hoa hồng đẹp nhất từng thấy sau khi khỏi tôi công cụ Thầy liền một mình để đến hoa viên hái đến lúc mọi người ý thức được rằng việc này không đúng người người đã không thấy nữa đời tại tôi nếu hôm đó đi theo người thì được rồi như vậy xem ra bella không phải tự nhiên mất tích tốn nhiều công sức như vậy từ phủ công tước rồi kéo con gái chuẩn là vì tiền nhưng nhiều năm như vậy Phủ công tước không có nhận được thông tích Người Người thật sự là Bella tử Thư. Tại sao lại hỏi Vấn đề như thế Chẳng lẽ cô ấy biết cái này Cô thấy ta không phải Công tước nói người là Người chính là Bella tử Thư. Quả nhiên Giống với mình nghĩ Mặc dù Lucille năm đó không bị đuổi đi Nhưng phạm tội như thế E rằng rất khó hậu hạ ở đây mấy năm nay ở phủ công tước bình an không có việc gì đủ thấy được lucile rất thông minh huống hồ nguyên nhân cô ta ở lại phủ công tước nhất định là vì bella vì để tìm thấy bella mất tích ở hoa viên trần tướng của việc mất tích đến bên cạnh ta rõ ràng biết ta không phải là bella thực sự lại có thể nhẫn nhịn không dám chứng minh thân phận của ta vì để ở lại phủ công tước tiếp tục điều tra lucile vì bella mà làm đến bước này có lẽ đây chính là người mình cần thế nào nếu mình không nhìn nhầm người lucile không có bất kỳ lý do nào cự tuyệt mình tôi đồng ý với người tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà người đã giao không ngờ rằng việc này lại thuận lợi như vậy hy vọng lucile có thể làm đợi đã tại sao trong phòng có gió rõ ràng mình đã đóng cửa sổ rồi không hay rồi không thấy con mèo nữa cũng không phải ở đây toàn bộ hoa viên ngay cả sợi lông mèo cũng không có có lẽ là chạy ra ngoài rồi chứ. Red. Ta thấy em đang tìm kiếm khắp nơi trong hoa viên này. Là đang tìm nó, đúng không? Ngựa đây à? Em tìm nó rất lâu rồi. Không ngờ rằng là anh nhặt được. Thật sự quá tốt rồi. Anh cũng tìm em rất lâu rồi. Hả? đó không phải là con mèo của Bella tử thư sao? Sao lại ở bên ngoài phủ công tước? Mèo của Bella? Đúng vậy, hình như là Bella tử thư nhặt được ở nơi mua sắm. Mình đã giao cho cái tên này, phải báo cáo việc hôm nay của Bella cho mình rồi mà. Xin lỗi thiếu tướng, là tôi không có nhắc nhở tiểu thư việc của ngài. Lúc đó tôi không biết bởi vì tiểu thư Bella rất thích con mèo này. Và không có nói việc thiếu tướng bị dị ứng Thiếu tướng nhất định đã đang tức giận Xin ngài đừng trách tội Bê là tiểu thư tôi lập tức mang nó đi Để ta Con mèo này anh nhặt được ngay cửa phủ công tước, Có lẽ là ham chơi chạy lung tung May mà rêu nhận ra là con mèo của em Có nên nói cho em ấy không Phủ công tước không được nuôi mèo Cảm ơn anh Great. Nếu em muốn nuôi nó trong phủ Nhất định không được để nó chạy lung tung như hôm nay Bởi vì Sela Dị ứng với mèo Đó là Mận đỏ Em đây là Người dị ứng với lông mèo Là anh Xem là nghĩ như thế Anh đương nhiên không dị ứng Thật sao Nhưng reo rõ ràng nói anh dị ứng tên tiểu tử đó rõ ràng không có nói với em. anh dị ứng với mèo, sao có thể ôm mèo chứ? anh sẽ em lo lắng. rêu nói với anh, em rất thích con mèo này. red anh, nếu làm mất nó, em nhất định sẽ rất buồn. rõ ràng biết bản thân bị dị ứng là đem cảm nhận của mình đặt ở vị trí quan trọng nhất. không ngờ rằng red xem ra rất cứng nhắc, nghiêm khắc, thật ra là một người rất dịu dàng. Great, cảm ơn anh. Em không cần khách khí như thế, đây cũng là... Bê... Bê là tiểu thư. Làm sao thế? Bê là tiểu thư, không tức đại nhân bảo tôi chuyển lời cho cô. Quốc vương muốn gặp cô. Bây giờ... Mời vào. Xin chào. Belarusel, tham kiếm bệ hạ. Sao không bảo mình đến lên trước? Miễn lệ, quả nhiên đã không còn nhớ nữa. Ta khó khăn lắm mới tìm thấy cô, nhưng cô đã mất đi trí nhớ rồi. Bệ hạ, là thật sự tối qua đã tỉnh rồi, nhưng cô ấy hình như không nhớ tất cả mọi chuyện lúc trước nữa thầy tế đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng không tìm ra nguyên nhân hôn mê và tỉnh lại huống hồ cơ thể của bella càng ngày càng yếu nếu cứ tiếp tục như thế bella có khả năng không sống nổi đến đêm tức rơi năm nay thậm chí có thể rời khỏi ta mà đi ta phải làm thế nào mới tốt công chúa điện hạ của ta tên này chẳng lẽ đã nhận ra mình rồi sao theo như tình tiết trong tiểu thuyết Lidini không có ở bên cạnh abila lâu như vậy và được đưa về quân quốc mặc dù thời gian dài nhưng sự sỉ nhục như vậy khiến hắn ta vẫn luôn nhớ khuôn mặt của abila cũng không phải kỳ lạ bệ hạ ngồi xuống trước đi công tước có chút việc nên rời đi một chút vâng xem ra ngược lại không có ác ý gì với mình nhưng muộn như vậy gọi mình đến rốt cuộc là đợi đã Trên đầu cô có chiếc lá. Cảm, cảm ơn. Cô ấy hình như đang sợ hãi vì thân phận của mình. Thật sự hoàn toàn quên mình rồi sao? Nghe công tước nói sau khi người họ phủ bị bệnh nặng, gần đây sức khỏe mới đỡ hơn một chút. Hả là đã làm phiền người quan tâm, bây giờ hồi phục nhiều rồi chẳng lẽ gọi mình đến chính là vì quan tâm đến sức khỏe của mình sao quốc vương này cũng quan tâm thuộc hạ của mình quá còn đau đầu không sao sao ngày ấy biết việc mình đau đầu vẫn còn đau đầu xem ra phải tăng cường thêm chút nữa việc đó cho hỏi sao người biết bệ hạ ta ở bên ngoài có nhận được một con mèo mèo của mình là con mèo người đang tìm sao? Không, đó là... Không sai. Là mèo của ta. Quấy rối sợ giao dịch, giống như đụng chạm vào đồ sứ vậy. Cuối cùng phải đồng ý với điều kiện của người phụ trách mới có thể mang nó về. Lại là con mèo của anh ta, ông trời đang đùa với mình sao việc này trùng hợp quá đi sau khi con mèo yêu thích của bệ hạ mất tích có người nhìn thấy con ôm con mèo của bệ hạ vì vậy vừa nhận được thông tin liền đến phủ công tước bệ hạ thương mèo nên nóng lòng tìm kiếm có thể hiểu được chả trách trong đêm tối lại gọi mình đến đây nhưng rất kỳ lạ hôm nay rõ ràng là lần đầu tiên mình ra ngoài sau khi tỉnh dậy theo lý mà nói chỉ có người của phủ công tước biết mình mới đúng lại có người có thể nhận biết chính xác thân phận của mình còn nói cho lydini quả nhiên cái tên lúc đó không có ý tốt quả nhiên rất không có ý tốt vậy bệ hạ muốn hôm nay dẫn đi lilyfay nói tên lilyfay lilyfay người tên lilyfay đúng chứ vì vậy muốn hôm nay dẫn Lily Faye đi đúng chứ? Meo Phản ứng kịch liệt với cái tên như thế Xem ra thật sự là mẹ của anh ta rồi Mặc dù Lily Faye xem ra rất thích Bella Tiểu Thư Nhưng Thế gì? mà phải học chút đi Nó hình như không muốn đi cùng với tôi Mèo của bệ hạ thật sự rất hiểu ý. Vậy có thể nhờ cô chăm sóc nó không? Nó xem ra thật sự không muốn đi cùng tôi. Nhưng... Lily Fay không phải là con mèo, không có nhà để về. Hủng hồ. Trong phủ công tước còn có người. Không sao, ta tin con có thể xử lý tốt. Xin đấy. Mèo, việc gì thế? hình như nhìn thấy đuôi rồi. Được, được rồi. Mặc dù quay đi quay lại, hình như lại về dáng vẻ lúc bắt đầu rồi. Nhưng hình như có cái gì đó đã thay đổi cách nhẹ nhàng rồi. Thật sự cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ thường xuyên đến thăm nó. Đợi đã, thường xuyên đến. Người vẫn nên coi chồng công vụ, không cần vì việc nhỏ này mà chuyên tâm chỉ đến đây. Không sao, đúng lúc ta định bàn giao công việc thu mua quốc khố nửa năm sau cho công tước Russell xử lý lượng với công tước thời gian này còn nhiều việc cần phải thương đùa gì vậy số lần gặp mặt càng nhiều khả năng nhớ lại của mình càng lớn nên ít gặp nhau sẽ tốt hơn cô ấy đang quan tâm mình nhưng về việc thu mua người đã quyết định rồi Bella nhất định phải chăm sóc tốt cho mèo của Điện Hạ, biết chưa? Biết. Biết rồi. Nếu đã như vậy, các đơn thu mua cụ thể, tôi có một vài cách muốn thảo luận với ngài. Ngài thấy chúng ta đến thư phòng thế nào? Đi thôi. Ta cho rằng nên mua loại dược liệu quý trong thời gian cần thiết. Tuần Tuần nói rằng muốn mua toàn bộ tất cả châu báu là tuyệt đối không được. Đừng mà, vốn cho rằng ngày hôm đó nó sẽ thường đến thăm chỉ là cái cớ. Kết quả tên này thật sự mỗi tuần đúng lúc đến. Việc này quả thật là sự tra tấn tinh thần mà, tuần trước. Nhưng mình coi như đã biết tại sao mình có thể nhận ly phi ở cơ sở giao dịch rồi, tuần trước trước, xem ra hoàn toàn không quen. Cuộc sống đáng chết này rốt cuộc khi nào có thể kết thúc? Bệ hạ, ly Phi xem ra hình như hơi mệt rồi ngày hôm nay xin lỗi quên chú ý thời gian rồi cô chăm sóc ly phi rất tốt vất vả cho cô rồi ly phi rất ngoan không cần lo nhiều quá tốt rồi gặp mặt hôm nay cuối cùng kết thúc rồi tạm biệt bệ hạ tuần sau gặp tuần sau gặp mới đến phủ công tước mấy ngày thì đã là người của bệ hạ rồi quả nhiên như mẫu hân nói không đơn giản còn tỏ ra vẻ không tình nguyện thật sự tức chết chị và bệ hạ tiếp xúc nhau không hợp sao xe la sao đột nhiên quan tâm đến vấn đề này nhìn dáng vẻ của chị e là trước mặt bệ hạ chắc không dám nói gì rồi nhưng cũng đúng chị vừa mới về không lâu không thích hợp với cuộc sống này cũng rất bình thường thì ra là muốn chế nhà mình đúng thật là ấu trĩ. Em nghĩ nhiều rồi, ta và bệ hạ ở cùng nhau rất vui. Em khuyên chị đừng làm việc miễn cưỡng mình, nếu chị phạm tội vô lễ với bệ hạ. Đủ rồi Sê-la, còn vô lễ quá rồi. Cảm ơn em đã quan tâm chị. sê hôm nay không khỏe, ta thấy sắc mặt cũng không tốt. Ở cùng bệ hạ có lẽ rất mệt, đúng chứ? Con vừa tỉnh lại, cơ thể không khỏe, cũng chưa từng gặp người ngoài, tiếp xúc với bệ hạ thời gian dài như thế, có lẽ rất khó khăn. Joanna sao đột nhiên bắt đầu quan tâm mình rồi? Hay việc này làm không tốt, còn dùng cơ thể không khỏe mạnh để viện cớ biện minh cho bản thân. Sela, sao con có thể nói chuyện như thế với chị? Hừ. <laughs> Hai, thật là vất vả cho con rồi. Nếu thật sự khó chịu, nhất định đừng miễn cưỡng bản thân. Vâng, làm cho người lo lắng rồi. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không có gì tốt lành. Quả thật, Bella sau khi tỉnh lại rất ít tiếp xúc với người khác. Vậy thì chuẩn bị một buổi yến tiệc đi, còn cũng nên tiếp xúc với nhiều người ngoài. Đúng lúc nhân cơ hội này, chính thức tuyên bố thân phận của con. Bella, con thấy thế nào? Yến tiệc nhiều người, nếu như bị phát hiện thân phận của mình. E là sẽ mang đến, huyền phước không cần đến, nhất định từ chó mới được. Con, con suy nghĩ thêm đi, cơ thể của Bella bây giờ tham gia yến tiệc là rất miễn cưỡng. Thật sự không ngờ còn có chung mục đích với Jonah. Con nói đúng không? Đúng, quả thật như vậy. Em không hiểu chuyện rồi, Jonah. Chỉ là tham gia yến tiệc, ta nghĩ Bella có lẽ không có vấn đề gì chứ. Vâng, con sẽ tham gia yến tiệc. Hoàn toàn không cho mình cơ hội từ chối mà vậy thì yến tiệc sẽ tổ chức vào cuối tháng này. jona, em dẫn theo dixila đi chuẩn bị. nhất định phải làm yến tiệc này thật hoàn mỹ. vâng. vị này là casen, thiết kế rất đặc sắc. rất vinh hạnh được gặp người bella tiểu thư. đây là annie là người em gái cô thích nhất. xin chào bella tiểu thư, vừa gặp cô, linh cảm đã không thể ngừng lại những người này là nhà thiết kế ưu tú của vương quốc mời đến cho con vất vả cho người rồi cho na phu nhân con khách khí quá rồi nếu ta đã đồng ý với công tước đại nhân vậy thì nhất định sẽ làm một buổi yến tiệc hoàn mỹ cho con vậy thì chúng ta bắt đầu đi biểu hiện của cho na đáng nghi quá rõ ràng hôm đó bà ta còn phản kháng buổi yến tiệc này hơn cả mình hôm sau còn tỏ thái độ bất mãn trên bàn ăn có thái độ bất thường với buổi tiệc này. Có cảm giác bất an, Joanna rốt cuộc đang có dự tính gì? Mau đi đo kích thước đi, Bella. Bella tiểu thư, xin cô đứng yên, đừng động đậy. Vâng. Các người chăm sóc tốt cho Bella tiểu thư. Vâng, Joanna phu nhân. Nhất định phải chăm sóc tốt. Bây là tiểu thư, tôi giúp cô đo vòng eo trước. Được. Có thể sẽ hơi vất vả chút, xin ngờ nhẫn nại một chút. Ta biết rồi, đo eo có gì mà vất vả chứ? Tiểu thư hít hở, tiểu thư cố gắng chút. Ta nghĩ ta đã đến giới hạn rồi. Hè đi. Hè đi đó là ai tại sao mình thường nói ra tên của cô ta ký ức của cơ thể này đã hồi phục được sao nói ra tại sao mình trước giờ đều cảm thấy xa lạ với ký ức của abila giống như là giống như là những ký ức đó đều thuộc về mình vậy mình rốt cuộc là ai là tiêu dao hay là abila mỗi tuần đều phải diễn kịch với Lydini. Vất vả như vậy, tuần trước còn muộn cớ trừ hai con cá của mình. Đợi lần sau hắn đến, mình nhất định phải. Đã chuẩn bị đồ xong hết chưa? Giọng nói này là phu nhân công tước. Muốn để ta nghe thử người đàn bà xấu xa đó, muốn làm cái gì? Ta sẽ sắp xếp cho ngươi, đưa sữa cho nó, nhất định trong sữa và bỏ đủ lượng. Cái thứ đó cái đó bà ta muốn hạ độc abila người đàn bà này thật sự chuẩn bị hạ độc abila Hỏa nhanh chóng nghĩ cách thông báo cho abila cái gì vậy meo meo mèo, mèo. mèo hoang ở đâu chạy đến chính là ở đây vẫn là như thế sẽ tiện hơn cẩn thận là ép phụ đó hôm đó mình và Lucille đã thỏa thuận xong rồi mình sẽ tìm lại bella thất lạc và Lucille giúp mình tìm những thông tin có liên quan đến đế quốc. Mình đã nói với Lucille những việc có liên quan đến sở giao dịch, nhưng vẫn chưa có thêm thông tin. Lucille đã mang về những thông tin của đế quốc thông qua việc dò hỏi khắp nơi. Sau khi Abila Điện Hạ chết, bệ hạ hoàng đế của đế quốc hình như là đóng cửa không tiếp khách nữa. Sao lại đúng lúc sau khi Abila chết giống như là một bức màn vô hình không biết lúc nào đã mở về phía mình bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng mình hoàn toàn còn cần nhiều hơn thông tin mới được nhưng hôm nay nghỉ ngơi trước đi có người trở về rồi đi li phi đi phi meo sao hôm nay ngươi lại ra đón ta vậy đưa cho ta sao đây là tác phẩm nghệ thuật gì đúng không meo 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 đây là thứ cứu mạng của đấy được rồi ta biết không phải tác phẩm nghệ thuật cảm thấy lúc nãy đó là Ở nhân sao? Nhưng chớp mắt đã biến mất rồi, sau đó đi xuất hiện. Chẳng lẽ là đi biến hình? Mình đang nghĩ gì thế? Xem ra hai ngày nay mệt quá rồi, nên sinh ra ảo giác. Đi nếu có thể biến thành người, chắc chắn sẽ không bị sở giao dịch bắt đi. Đến đây, đây là tiểu thư đây là sữa bò trước khi ngủ hôm nay của người được để vào đi thật ngại quá đi phơi không thích người ngoài cô ở đây đợi ta nhé sờ vào sữa bò nóng thì có cảm giác mệt mỏi cả người không còn nữa mấy ngày nay trò na lấy sự chuẩn bị yến tiệc làm lý do sắp xếp cho mình vô số việc quả nhiên giống như đang cố ý về vòng mình đúng lúc uống hết ly sữa nóng này thì đi nghỉ ngơi thôi kỳ lạ hôm nay sao chưa nhìn thấy cô gái này hỗn hồ đi về hình như gứt ghét cô ta ê vô thật ngại quá không sao tôi giúp người bưng ly khác đến không cần đâu nhưng Ta nói không cần, hôm nay không cần đưa đến nữa. Vậy, vậy tôi cáo lui trước. Thật là, giỏi cho thiếu gia rồi. Thật không hổ danh thiếu gia ta, lần sau nhất định sẽ khiến Lê thêm cho ta năm con cá. Đó là... Chủ nhân, cô tìm tôi có biết gì không? Làm phiền người dùng ma lực giúp ta xem thử, sửa bò cho mặt đất này có vấn đề gì không? không vấn đề chủ nhân thế nào chủ nhân sữa bò này hình như không có vấn đề sữa bò đó thật sự không có vấn đề chút nào ta không phải không tin ngươi ta chỉ là có chút nghi ngờ mà thôi có lẽ bởi vì gần đây quá mệt rồi thường cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Giống như Như thế Thấy thấy Bella gần đây quá vất vả mới phải người đưa sữa bò đến. Qua wow, lý do thật sự thuyết phục. Nếu không phải cơ phủ công tước này biết được thế lực bên trong, đó thật sự là một câu chuyện khiến người khác cảm động. Ai biết con mèo của nó lại làm đổ hết sữa bò nói để đem lên cái khác cũng bị từ chối. Đúng là phụ tâm ý của ta. Nhưng phụ nhân rõ ràng có thể để Julia đưa đến, tại sao phải tìm người hầu xa lạ chứ? Còn may đây chỉ là người hầu người sắp xếp, không phải người xấu có tâm địa ác độc. Trong phủ không tước, sao có người xấu chứ? Thật không? Cẩn thật chút là tốt, trong phủ rất an toàn. Nhưng cũng không biết có phải người hầu đã được đào tạo hay không? Cô ta giống như không hiểu lời nói, cứ xông thẳng vào vòng con. Đi Phi cũng bị dọa cho hết hồn. Lần này là không có gì, nhưng Đi Phi là mèo của bệ hạ. Vì vậy, Đi Phi mới làm đổ sữa. Còn sợ còn hù dọa nó nữa, thì không có người hầu mang sữa đến được nữa. Phụ lòng của phu nhân Jonah thật sự rất xin lỗi. Mèo không hiểu chuyện là không trách. Đa tạ phu nhân thông cảm chị bằng đưa nói về đi chị mèo của chị nếu cứng đầu như thế là không được lần này người hầu không quen lần sau nếu đụng chúng bệ hạ là không hay chị nói đúng không việc này không cần em lo lắng có người giới thiệu cho ta một thầy giáo ma pháp đợi đến thì kết thúc hai con cùng nhau học ma pháp học cùng sao học cùng con muốn học cùng Sila không? Con không có vấn đề. Tiết học ma pháp có thể tìm được cách giải quyết ma lực không đủ cho Lô Còn nữa, bí mật của mình. Sila thì sao? Con, con cũng không có vấn đề. Nếu không có vấn đề gì khác, con đi nghỉ ngơi trước đây. Được, chuẩn bị yếm tiệc, có cho na rồi, con không cần miễn cưỡng. Bella sức khỏe không tốt. Nó và Sela học cùng có ảnh hưởng đến tiến bộ của Sela hay không? Chi bằng hay là? Không được, người giới thiệu yêu cầu Bella nhất định phải học. Thầy giáo giới thiệu, ngay cả ta gặp mặt cũng rất khó mở đủ. Nếu Sela thật sự không đồng ý, vậy thì đừng đi nữa. Dựa vào cái gì con không thể đi? Là ai đây? Chăm sóc một người vừa tìm về như mình như vậy sao? Cuối cùng đã đến ngày yến thiệt rồi. Tiểu thư, có cần thắt chặt chút nữa không? Ta thấy như thế được rồi, không cần chỉnh nữa. Vậy tôi lấy trang sức cho cô. Từ buổi lần trước, Trona báo cáo không thành, cũng không biết công tước sau đó đã nói những gì. Bà ta không còn lấy cớ chuẩn bị yến tiệc về vào mình nữa. Sữa hôm nay cũng không có vấn đề. Cũng không có đồng tay chân vào sữa, người đàn bà xấu xa đó lại biến ta trở thành tên ngốc nhưng trực giác của ta nói cho ta biết Jonah tuyệt đối không có tính cách cam chịu bây giờ nghĩ đến biểu cảm hôm đó của Jonah rất kỳ lạ nếu con đối mặt với tiền nữ xa lạ đó không cảnh giác thì mất tích phải làm sao giống như mình đã nói ra bí mật gì đó julian vâng tiểu thư có việc gì sao ta nghe nói lucile có sở trường tóc rất giỏi hôm nay đối với ta mà nói là ngày rất quan trọng cô có thể giúp ta gọi cô ấy đến đây không người nói rất đúng tôi đi gọi lucile đến trường nào phụ nhân trúng tránh sự thăm dò của ta bà ta có lẽ đang che giấu bí mật có liên quan đến ta tử thư đẹp quá cảm ơn người đã khen buổi yến lần này lại có điều gì đang đợi mình đây Bella, mau đến đây. Jonah đang muốn làm gì? Đây chính là đại tiểu thư vừa mới tìm về sao? Đẹp quá, không hổ danh là thiên kim của phủ công tước. Phu nhân, đợi con lâu rồi, nhân vật chính không được đến trễ. Giới thiệu với con một chút. Quý tộc A, người thừa kế tự tước, 30 tuổi, Mà Bảo. Quý tộc B, người thừa kế thứ bảy hầu tước, 18 tuổi, công tước Hào Hoa nhất Vương quốc. Quý tộc C, hầu tước, 42 tuổi, nguyên nhân ly hôn với các phu nhân là bởi vì không có con. Đây chính là muốn gã mình đi sao, hay là muốn sỉ nhục mình, cho dù mình là con gái của công tước cũng chỉ có thể xứng với những người đàn ông như thế. Ta còn có chút việc cần xử lý, mọi người nói chuyện nhé thủ đoạn ấu chỉ này rõ ràng là rất giống việc mà Pesila đã làm. Không ngờ rằng Jonah là phối hợp. Bà lại chuẩn bị cho ta món quà gì thế chứ? Xin chào Bella tiểu thư, mạo mùi đã làm phiền cô rồi. Cho hỏi bệ hạ hàng ngày có sở thích gì đặc biệt không? Hả? Nghe nói. Sao đột nhiên hỏi việc của Lirini? Cô không muốn trả lời cũng không sao, coi như cô chưa nghe qua vấn đề này tại sao ngài lại tìm tôi hỏi sở thích của bệ hạ trong thành điều truyền tin nói là bệ hạ mỗi tuần đều đến thăm hỏi phụ công tử lúc trước chưa từng có ai có được đãi ngộ như vậy đáng tiếc bệ hạ gần đây không có ở trong vương thành không tổ chức yến tiệc cô nhất định rất buồn a cầm miệng của người lại việc này cũng là việc người có thể bàn luận việc ly tìm mình cả vương thành đều biết rồi Ngài nói bệ hạ không ở trong vương thành Đúng vậy, bệ hạ dẫn binh đi tuần tra biên giới rồi Chỉ cần yến tiệc hôm nay, Lirini không đến Những lời truyền của phủ công tứ khác đều vô chứng cứ Vì không để mình vượt trội, Joanna thật sự đã khổ tâm rồi Theo như lịch trình nghe ngóng, bệ hạ ít nhất còn 3 ngày nữa mới có thể trở về đến ngoài ô vương thành Người không cần quá buồn Buồn Đúng, cảm ơn sự quan tâm của ngài những người này cảm thấy mình sẽ vì Lirini không có yến tiệc mà thất vọng. Càng nhiều người biết sự tồn tại của mình, tỷ lệ bị phát hiện của mình sẽ càng lớn. May mà Lirini không đến kịp, nếu không nhất định sẽ dẫn đến chấn động lớn. Đối với mình mà nói, nghi ngờ chính là quả bom hiện giờ. Không ngờ rằng lần này lại là Jonah vô tình giúp mình. Tiểu thư Chuẩn bị khai tiệc sao? Không phải Tiểu thư, bệ hạ đến rồi không phải nói ít nhất ba ngày nữa sao? Bệ hạ sao đến đây? Nghe đồn không đến là thật chứ? Không phải là mặc áo giáp, có lẽ không phải đến tìm mình chứ? Qua, qua đây rồi. Bệ hạ đợi đã. Người đột nhiên về là đã xảy ra chuyện gì sao? Không sao, trở về bình thường. Nhưng Người định là ba ngày sau mới về vương thành. Đi cùng đoàn kỵ sĩ chậm quá, ta tự về trước. Có vấn đề gì không? Không, không có. Chỉ cần không phải vương thành sẽ ra chuyện khiến bệ hạ trở về là được. Hai, cảm ơn công tướng. Nhưng kế sách như ý của Jonah đã thất bại rồi. Đáng chết, không ngờ rằng vấn đề nhỏ đó nổi tiếng rồi. Không biết nhà đầu tự xuất hiện này có gì tốt chứ? Dự tính người hôm nay đến đây Chỉ có ta và Jonah Không muốn nhìn thấy Lydini xuất hiện Bệ hạ vội vàng trở về Vương Thành Vất vả rồi Để Sela dẫn người đến phòng nghỉ ngơi chút Không cần Người ngày đêm trở về Nhất định sẽ rất mệt Đúng vậy bệ hạ Tôi dẫn người đi Không cần Không tứ phu nhân Nếu như không muốn ta dự tiệc Không cần đưa thư mời đến Hoàng Cung Chứ không phải sau khi ta đến lại nghĩ cách đuổi ta đến phòng nghỉ ngơi. Không, không phải, tôi không có. Xin lỗi bệ hạ. Jonah về chuẩn bị buổi tiệc, hơi mệt, không phải cố ý mà phạm người. Bella, qua đây. Không hay rồi. Bệ hạ. Bella, lâu rồi không gặp. Bệ hạ đã nói đùa rồi, rõ ràng còn chưa đến một tháng Yến tiệc sẽ bắt đầu rồi, bệ hạ ở đây nghỉ ngơi chút. Trước khi các khách mờ đến đầy đủ, thần dẫn Bella đi chuẩn bị. Cuối cùng vẫn đến rồi. Sức ảnh hưởng của gia tộc Xem, đợi sau khi Yến tiệc chính thức bắt đầu, các quý tộc đến đây chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở phòng này. Chỉ cần có một người phát hiện thân phận của mình, đều có thể dẫn đến tai họa. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước đợi đã lúc trước ta có nhờ bella tiểu thư giúp ta bảo quản những vật quý giá bây giờ cần tiểu thư bella giúp ta đi lấy cái Không thức đại nhân không cần lo lắng đợi chút nữa ta sẽ dẫn cô ấy lên sân khấu nếu người đã nói như vậy vậy chúng tôi lui xuống trước bella nhờ cô rồi xin lỗi bệ hạ Tôi không biết vật quý trọng mà người nói là cái gì. Có lẽ người nhớ nhầm rồi. Tôi muốn tôi phải đi tìm công tứ. Được không? Qua, bệ Hạ đang ở mai thấy. Đó là vị tiểu thư của phủ công tứ Sao Ram đúng không? Chính là con gái chuộng nữ vừa mới trở về. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Xin lỗi. Tôi chỉ sợ cô lén đi mất. Giữ cô lại là bởi vì rep không kịp về, nhờ tôi giao cái này cho cô. Là món quà chúc mừng cô công khai thân phận. Là chữ ký của rep không ngờ rằng Legiony không phải đang tìm lý do. Đây là, là khăn che mặt. Tại sao đây là khăn che mặt? Chẳng lẽ anh ta biết mặt của mình? Tôi giúp cô đeo lên. Không cần đâu, trong buổi lễ hôm nay, che mặt có hơi thất lễ rồi. Không sao. Cô ta ở đây sẽ không có ai trách cô. Cẩn thận, giáo hội. Anh ta thật sự nhận ra mình rồi. Tôi nghĩ công tứ Sài đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Tại sao Lê nhận ra mình lại là không làm gì hết? mình nên tiếp tục ở cùng anh ta không? Cô có thể tin ta, ta rất vui. Lirini, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta tạ thần minh đã mang con gái thất lạc của ta trở về bên cạnh ta lần nữa. Đồng thời cảm ơn quốc vương bệ hạ đã có mặt hôm nay. Tại sao Lirini rõ ràng biết thân phận của mình lại không báo thù? thậm chí còn nhanh chóng trở về Vương Thành giúp đỡ mình ở buổi tiệc hôm nay. Cẩn thận giáo hội, câu này là có ý gì? Bây giờ ta chính thức giới thiệu với mọi người con gái trưởng của ta, con gái trưởng của phủ công tước Saddam. Bèo là Saddam. Đừng sợ, tôi luôn ở đây. Kỳ lạ, nghe câu nói này, mình cảm thấy yên tâm rất nhiều. Các vị làm phiền chút. Công đức đại nhân, tôi là Ri, nhiếp ảnh gia của tờ báo Leta Evinin nhận được thư mời của ngài để viết phóng sự buổi yến tiệc hôm nay. Tôi rất vinh dự. Tôi nghĩ có lẽ giữ lại bức ảnh chụp chung sẽ hay hơn. Ngài thấy thế nào? Đúng đúng đúng, vào thời khắc vui vẻ này, nhất định phải lưu lại. Vậy thì làm phiền các vị nhìn về phía tôi. Ma pháp lưu ảnh cần chút thời gian mới có, ngày khác tôi sẽ đích thân đồ đánh phủ công tước, tôi không làm phiền nữa. Vậy làm phiền ngài rồi. Tại sao cảm thấy người đó rất kỳ lạ? Kỳ lạ, máy ảnh ma pháp của mình có vấn đề sao? câu nói của Lirini cẩn thận giáo hội, rốt cuộc là có ý gì? Mình phải hỏi cho rõ mới được. Bèo la, con đến đây thật đúng lúc. Đến chỗ của ta? Vâng. Nhưng... Đây là sự lựa chọn chết người gì thế? Đứng ở đâu cũng không được. Để cô ấy đứng ở chỗ ta là được rồi. Vâng, đó càng thích hợp hơn. Thích hợp chỗ nào? Xe la đang tức điên rồi. Lại không có phản ứng gì, kỳ lạ, đại tiểu thư này hôm nay làm sao thế? Yến tiệc hôm nay rất thành công, bèo la vất vả cho con rồi. Tìm lại được con, thật tốt quá. Ngủ uống say rồi, tiếp nhiều người về nghỉ ngơi nhé. Say, ta đương nhiên không say. Nào, rót rượu ra đây. Để chúng ta hoàn nghênh Bella trở về. Còn phải uống cạn ly này. là... Hôm nay sao kỳ lạ quá. Vậy được rồi. Thôi đi. Hôm nay cứ để cô ta đi. Hoàng ngân Bella tiểu thư trở về. là hình như đang giấu chuyện gì khiến cô ta lộ ra biểu cảm này. Lưu đủ đó. Có vấn đề. Bella, cô bắt tội phạm Lirini. phạm tội, Lydini. Việc này rốt cuộc là thế nào? Cô tin tôi không? Tại sao đột nhiên hỏi mình vấn đề như thế? Rõ ràng phải cách xa những người đó. Nhưng mình hình như... Không thể nào có đáp án. Quá tốt rồi. Thất lễ rồi. Không hay, bọn họ muốn chạy trốn ngài muốn làm gì? Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô. Đáng chết, không thể ra ngoài rồi. Ngài không sao chứ? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Vì bảo vệ mình, Lirini đã bị ma pháp làm cho bị thương rồi. Phải nghỉ cấp mới được. Đúng rồi, nơi đó có lẽ được. Đi theo tôi. ở đây ở đây là khu nhà kho đặt bảo phế của phủ công tướng bọn họ có lẽ tạm thời không tìm ra được vết thương của ngài không sao chứ vết thương nhỏ này không là cái gì lyrini đừng lo ta không sao còn nói không sao ngài đã đứng không vững rồi đều tại ta làm ngài bị thương lyrini bị thương đầu của mình đau quá mình đang ở đâu đây là nơi nào chẳng lẽ những việc này đều là ký ức của Abila sao việc này rốt cuộc là thế nào mình mình chính là Abila, là đau đầu sao? khiến cô bị thương rồi, khiến người lo lắng rồi. Ta không có bị thương. Bella, cô còn gọi ta là Bella sao? Ta nhớ ra rồi, ta đã nhớ ra hết rồi. A, à, Abila, vất vả cho người rồi. Điện hạ không sao? chỉ cần vì người. Lirini, ta phải về đế quốc, không thể để Liria lòng hành được. Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách đưa người ra khỏi đây. Đi cùng ta nhé. Ta nghĩ ta quả thật, cần người bảo vệ. Đây là chức trách của thị vệ như tôi có thể khiến cho một quốc vương làm thị vệ của ta. Đây là vinh hạnh của ta. Mau mở cửa, là ta, Đeo La. Phải giả vờ không có ở đây, đúng không? Mau đi mở cửa. Xe là hôm nay luôn tỏ ra dáng vẻ có nhiều tâm sự. Có lẽ thật sự có bí mật. Vẫn chưa có ai phát hiện, mau cho tôi vào. Vào đi, nhanh lên, hai giỏi chết tôi rồi phía sau cô không có truy binh có gì mà sợ cô đừng lo ở trong phòng của góc tường có quần áo của tiền nữ và thị vệ tất cả đều mới cô muốn chúng tôi ở lại phủ công tứ bán sức lao động sao không phải tôi bảo vệ hai người rời khỏi xe ngựa đang ở cửa sau đợi đứng lại người dám cản ta nhìn cho rõ ta là ai Xin lỗi sư đại tiểu thư, bây giờ ai cũng không thể rời khỏi phụ công tứ. Chúng tôi cũng là phụ mệnh hành sự, đắc tội rồi. Ta là phái người đi lấy bình hoa đặt về, ngày mai phụ thân phải đưa nó vào quân cung. Việc này nếu làm nhỏ, các người đời không nổi đâu. Nhưng chúng tôi rất nhanh sẽ quay trở lại. Cửa sau hẻo lánh, chỉ cần hai vị không nói. Việc này sẽ không có ai biết. Xin đấy, hai vị đại nhân được rồi được rồi nhất định phải đi nhanh chút chút nữa phải giao ca rồi người cứ yên tâm chúng ta sẽ không trở về đâu xe không cần cảm ơn ta nếu không phải anh ấy cầu xin ta ta sẽ không giúp đâu anh ấy nên đi rồi phải đi nhanh sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại tạm biệt tạm biệt không ngờ rằng rời khỏi như vậy không nở sao không phải không nở, chỉ là cảm thấy ta như sống lại lần nữa nhưng cuối cùng là thân phận của người khác sớm muộn gì cũng kết thúc nói ra tòa phản quốc của ngươi là giáo hội làm từ ngày ta âm mưu khoát khỏi sự khống chế của giáo hội thì đã dự tính được sớm muộn gì cũng sẽ có ngày như vậy Năm đó bọn họ dùng người uy hiếp tôi, thừa nhận tội danh vào tù, còn hứa sau khi việc thành công sẽ cho tôi kế vị. Sau này thông tin người đã chết, giáo hội không có ngừng lại giao dịch. Còn tôi nhờ những cách bí mật phát hiện vị trí của người. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Vì để nhanh chóng tìm thấy người, tôi đã đồng ý với yêu cầu của giáo hội trở thành hoàng đế bù nhìn. Giáo hội tự tin giám sát tôi không nghiêm ngặt việc này đúng lúc chính là thời cơ tốt để tôi vạch ra kế hoạch rời khỏi giáo hội. nhưng lần truy sát và tội danh lần này đều là một phần trong kế hoạch. lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho người. cái gì? các người đã gặp bella rồi. tuần tra biên phòng cần xuyên qua khu rừng tây sen. chúng tôi gặp bella bị truy sát khi ở trong khu rừng. Chính vì như vậy, tôi mới quyết định về Vương Thành để có mặt trong buổi yến tiệc. Bị truy xét, xem ra lệnh ban thượng của sở giáo dịch, quả nhiên là ban hành để chống đối lại Bella. Hủng hộ người truy xét Bella chính là thuộc hạ của phu nhân Jonah. Greg đã nhìn thấy người quen trong đám truy binh. Đó là thị vệ của phu nhân Jonah. Chẳng lẽ mới phát hiện người bị truy xét là em gái của mình. Bella, tôi xin phép được rời khỏi đội bella cần tĩnh dưỡng nhưng tôi không thể dẫn nó về phủ công tước tôi bảo Red dẫn bella đến nơi ở khác của mifala trong vương quốc mifala sao đến vương quốc rồi emma muốn giúp sức mình tiền ép những quý tộc không nghe lời mifala bởi vì có mối quan hệ thân thiết với người cả gia tộc đều bị liên lụy vì để tránh ồn ào cô ấy cùng với thương nhân đến vương quốc làm buôn bán mưu sinh Ngoài Mifalara, ra, cuộc sống của Buril và Marie chắc cũng không tốt lành gì. Không ngờ rằng bọn họ là bị ta liên lụy rồi. Người đừng đau lòng, bọn họ không hề trách người. Nếu không tôi, cũng không thể để Red đi tìm Mifala giúp đỡ. Nếu Red đã rời khỏi đội, vậy người càng không nên trở về sớm mới phải. Không sao, cho dù xảy ra sau này, rời khỏi đội sẽ bất lợi đối với danh tiếng và không có lợi ích gì giáo họ đã cho người âm thầm vào trong đội ngủ để giám sát tôi. Tôi lo sự xuất hiện của Bella sẽ khiến họ ý thức được thân phận của người bị bại lộ. Vì vậy, bởi vì thân phận của ta bị bại lộ mới để cho giáo họ ra tay với ngươi đúng không? Không, không phải nguyên nhân của người. Cho dù không có yếm tiền, giáo họ cũng đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Bọn họ chỉ cần con cần nghe lời. May mà tôi đã đi trước giáo họ một bước. Trước? Người của giáo hội từng đến rồi sao? là ký giả đó. Về thân phận của ta đã bị bại lộ rồi. Không có. Tấm và che mặt đó là pháp khí hiếm có. Sau khi đeo lên, không nhận có thể thay đổi hình dáng của người. Cũng có thể làm nhiều sóng pháp khí khác, không thể nào ghi lại hình dáng của người. Tôi đoán đám người cổ hủ của giáo hội nhất định sẽ không đích thân ra mặt. Quả nhiên phải một người không quen biết đến. Sắp đến biên giới rồi, ta xem thử. Great. Cảm ơn sự giúp đỡ của Bé Hạ. Tình hình vết thương của Bella đã ổn định, mấy ngày nữa có thể trở về vương hành rồi. Thật sao? về tốt quá rồi. Bé, không, Bella điện hạ. Crest, anh đừng. Làm gì có anh trai hành lễ với em gái như vậy. Chút nữa còn phải đi. Biết rồi, biết rồi, sắp xong rồi. Anh đừng buồn, ta chỉ là về nhà thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Anh trai. Anh trai sao? Nhất định sẽ gặp lại. Tên tức mà giáo hội, quốc vương đưa đến, Lê chạy rồi. Một đám phế vật, mấy trăm người, canh giữ một người cũng không nổi. Hủng hồ trong buổi tiệc của cô cũ nhà anh, dẫn theo lirini không phải người thích lo chuyện bao đồng làm sao có thể dẫn theo một tiểu thư quý tộc xa lại chạy trốn bức tranh giáo hội đưa đến không thể chụp rõ mặt của bella không phải là abella chứ không thể nào không thể nào cho dù lúc đó abella thật sự sống lại cũng khó tránh khỏi con đường chết uống nước trước đi sau đó chúng ta tiếp thương lượng việc đi xe mình đã bỏ vào núi cho cô ta lời bùa chú mà mình giúp hết sức tìm về người uống phải bùa chú này sẽ dần dần mất đi sinh mạng dài nhất là không quá hai tháng sẽ từ từ chết đi đã qua lâu như vậy rồi cô ta không thể nào vẫn còn sống là anh cố ý để họ thả lirone đi, 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 đi đúng chứ anh nên biết hậu quả phản bội giáo hội mình đã nợ abila quá nhiều rồi nhưng nếu không có giáo hội cũng sẽ không có mình của hôm nay nếu là abila nhất định sẽ không bị những vấn đề này làm phiền chứ. Lydini đã không còn là quốc vương nữa rồi. Giáo hội có thể đưa cậu ta lên, đương nhiên cũng có thể kéo cậu ta xuống. Tài tình người cũng biết nên lựa chọn thế nào. Thật sự rất giống. Trên người cô ấy vừa có vết thương cũ, vừa có vết thương mới, cơ thể rất yếu đuối, cho dù tỉnh lại cũng cần rất lâu mới có thể hồi phục mạnh khỏe. Đội thương nhân của nhà tôi ba ngày sau sẽ xuất phát về đế đô, đi cùng nhé. Như thế mọi người ở trên đường cũng nhẹ nhàng chút, lúc đến đế đô cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Tớ muốn nhanh chóng trở về, nhưng tớ và Lirini cần thời gian nghỉ ngơi. Đúng, nên nghỉ ngơi một chút. Là đế đô đã xảy ra chuyện gì sao? Có một tin không hay, cậu phải chuẩn bị tâm lý tốt không sao cậu nói đi hôm qua tớ nhận được tin bệ hạ bệnh tình nguy kịch rồi không thể nào không được tớ phải lập tức trở về abila cậu đừng vội về hoàn thành nhanh nhất cũng phải ba ngày abila cơn đau đầu quen thuộc kỳ lạ cảm giác sức khỏe của mình Hình như trở nên có sức lực hơn rồi. Ngay cả ma lực cũng trở nên mạnh mẽ. Có phải là Ligini? Bởi vì nguyên nhân suy yếu của chủ nhân đã biến mất rồi. Chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân bây giờ là pháp sư mạnh nhất rồi. Rula, việc này là thế nào? Lúc chủ nhân dạy chờ phong ấn ma pháp làm nổ ma lực, tiêu hàm ma lực vốn có của bản thân còn bị bù chú dẫn đến mạng sống của người và ma lực hấp thụ bên trong chiếm hết. Nhưng Lirini Đại Nhân vẫn luôn giúp người giải trừ sức lực của bù chú. Cộng thêm sau khi người hồi phục ký ức, tốc độ hấp thụ ma lực cũng tăng nhanh. dù là mới cơ thể có năng lực giải trừ bù chú cuối cùng còn tàn dư trong cơ thể của người. Chỉ là lù ra có chút kích động quá, quên nói với người, người mới đột nhiên hôn mê đi. Ta nhớ lúc đó ta đã nói chuyện với Mifala Lydini vừa đúng lúc đẩy cửa vào. Không phải Lydini làm chuyện ngốc đã được. Cho phép ta cứng đầu lần nữa, không từ bỏ biệt. Chỉ là lại làm cho Lydini lo lắng cho ta rồi. Xin lỗi Lydini, ta đảm bảo đây là lần cuối cùng. Ta sẽ về nhanh thôi. Abila Tẩm cùng hoàng đế đế quốc hai nguy hiểm quá chủ nhân chủ nhân sao người đột nhiên phụ hoàng nếu muộn chút nữa còn có phải không được nhìn thấy người rồi không nếu muộn chút nữa còn có phải không được nhìn thấy người rồi không ý người nói bệnh của phụ hoàng có thể chữa bởi vì ma lực của chủ nhân đã hồi phục rồi bây giờ Rula có thể làm rất nhiều việc ví dụ lời nguyện trên người của phụ thân người Rula chỉ cần 5 phút lời quyền chính là lời quyền giống như trong cơ thể người nếu chậm mấy ngày nữa là đại khái không thể đảm bảo được nhưng số lượng trên người phụ thân của người không nhiều và nó tích góp lại từng chút từng chút một không khó để giải quyết người có thể để cho lời quyền của ta và phụ thân giống nhau Lyra Abila là câu sao còn cuối cùng đã trở về rồi phụ hoàng con đã tìm được cách trị bệnh cho người rồi, lập tức. Bệnh của ta, đừng lo lắng. Nhưng... Con qua đây, phụ hoàng có việc muốn nói với con. Được rồi, Nia sẽ đợi con bên ngoài, đừng đợi hắn ta đợi quá lâu, trong hoàng cung không an toàn. Phụ hoàng, con biết rồi. Phụ hoàng, rốt cuộc còn biết bao nhiêu việc. kẻ đào tẩu âm mưu hãm hại bệ hạ hoàng nữ abela điện hạ lyria sẽ kế hồ hoàng vị và thành hôn với thánh thượng dấu Hồ rai hôm nay có lễ duyệt binh của điện hạ lyria mua báo để xem thêm chi tiết hôm đó mình trở về từ hoàng cung lyria đã đi rồi không để lại câu gì sớm biết vậy trước khi đi mình sẽ viết chữ để lại cũng không biết cậu ta có tức giận không như thế không được lễ phép cho lắm. Lâu rồi không gặp, Abila. Ray, lâu rồi không gặp. Người đang tìm ta tham gia lễ đăng cơ của Lyra. Không phải ta. Lyra đang duyệt binh, muốn đuổi bắt cô. Bởi vì dấu hỏi bối quẹ, chỉ định bệ hạ không phải chết vì bệnh, là cô đã hạ độc bệ hạ. Về bên rất nhanh sẽ đuổi đến đây. Cô đi hay ta đi? ta sẽ dẫn cô rời khỏi nơi này. Không cần đâu. Trốn chạy không phải là cách giải quyết. Ta sẽ không trốn chạy lần hai. Ngươi xem, chị gái tốt của ta không cho phép bỏ qua ta. Đương nhiên chị ấy hình như cũng không hẳn tin tưởng ngươi. Nhưng tâm ý của ngươi, ta sẽ nhận. Lần sau gặp, Nghi thức thừa kế sao vẫn chưa bắt đầu? Đúng vậy, đã trễ bao lâu rồi? Chẳng lẽ đã xảy ra việc gì sao? Người nói cái gì? Giáo, Hoàng Đại Nhân vẫn chưa đến. Vậy Abila đâu? Bắt, bắt được rồi. Vậy đem em gái đáng tội đó lên đây cho ta. Vâng, vâng. Đủ rồi, Lydia. Cô sắp tổ chức nghi lễ cái vậy rồi. Mọi người chút nữa sẽ đến. Bây giờ dẫn Abila lên làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là để cô ấy đến, nhìn thấy thành công của ta. Bây giờ cô ấy là người thân duy nhất của ta. Không cần đợi dấu hoàng đại nhân nữa, dặn dò thuộc hạ, lập tức bắt đầu nghi thức. Ly ra. Đừng có tự mình hành động nữa, được không? Hi hey hi. Hey. Người có tư cách gì để khuyên ngăn ta? Ta khuyên ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi. Lyra điện hạ, Lyra điện hạ, chúc mừng Lyra điện hạ. Cảm ơn mọi người đến tham gia nghi thức kế vị của ta. Nhưng trước mắt, ta còn có một việc. Còn có việc, có việc gì quan trọng hơn nghi thức kế vị? Dẫn lên đây. Tội phạm Abila đã dẫn đến em gái không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này. Cho dù em có hận chị cỡ nào, cũng không thể đưa tay với Vũ Hoàng. Xin lỗi các vị, trước khi cử hành nghi thức kế vị của ta, ta nhất định phải có sự giao phó về cái chết của Phụ Hoàng với mọi người. Tình đồn quả nhiên là thật, không phải nói Abila Điện Hạ qua đời được sao? Đúng vậy, không ngờ rằng, Đi đa Điện Hạ quá nhân từ rồi. Thông qua nhận định của giáo hội tội phạm Abila đã hạ độc vào đồ dùng hàng ngày của tiên đế. Dẫn đến sức khỏe của tiên đế yếu đi. Cuối cùng, tối hôm qua đã băng hà. Mặc dù đây là một quyết định rất khó khăn. Dựa vào pháp luật của đế quốc, tội nhân Abila sẽ bị xử tử. Tội phạm Abila bị tử hình. Tội phạm Abila bị tử hình. Tội phạm Abila bị tử hình. Ta cuối cùng đã đợi đến ngày này rồi. Chờ dạ, giá nhiều như thế, ta cuối cùng đã đi đến vị trí này rồi. Chỉ cần chút nữa thôi, cả đế quốc này đều thuộc về ta. Ngươi thua rồi. Thật sao? Chị à, đừng vui mừng quá sớm. Thế gì? Rõ ràng chúng ta rất lâu rồi chưa gặp nhau. Chị bằng ôm lại chút chuyện cũ, được không? Bình lính, bình lính đâu đây là tội phạm mua sách tiền đế mà bắt cô ta lại chị à em rất đau lòng sao chị vừa gặp em đã muốn bắt em vào con đường chết chứ hôm nay là nghi thức kế vị việc gì thế này bình lính tại sao không nghe mời lệnh của ta cũng đúng tội phạm giết người làm sao có thể đăng cơ hoàng vị chứ a à, abila em đang nói cái gì chứ? Rõ ràng, ngươi là người giết người. Kết quả của giáo hội đều. À, thật sao? Vậy, giáo hội có nói với chị không? Phụ hoàng, cơ bản vẫn chưa chết. Bệ hạ, Orotova đến. Lijini bệ hạ đến. Không thể nào, ta rõ ràng. Giáo hoàng đại nhân, cô đã làm cái gì chị nói cái gì vậy em vừa mới sáng sớm đã bị bắt đến đây làm gì có thời gian làm cái gì đi ra bỏ ta ra phản đồ đi ra bây giờ không phải lúc tức giận đối diện với sự thật đi cậu đợi chút nữa nói với người đợi mọi người kinh ngạc rồi sau đây sẽ do Abila nói rõ chân tướng sự việc. Về đại thỏa mãn dục vọng của dấu hoàng đại nhân. Lựa chọn chỉ ý phản bội của thần. Đưa những người trung thành của mình nhúng tay vào các hoàng thất, hoàng tộc của các quốc gia. Một khi có người không nghe theo sẽ bị giáo hội dùng các thủ đoạn trừ khử. Rất bất hạnh, mẫu hậu của ta, thánh nữ của giáo hội. Bởi vì không muốn tham gia vào việc này, đã mất đi sinh mạng của mình sau khi mẫu hậu của ta mất, giáo hội lên kế hoạch lớn hơn. Đưa chị của ta, còn cờ trung thành nhất của giáo hội, Lydia, đến bên cạnh phụ hoàng của ta. Mua đồ để Lydia thừa kế hoàng vị, khiến cho đế quốc triệt để nằm trong tay giáo hội. Vì để trừ khử đi trở ngại lớn nhất trong kế hoạch, cũng chính là tôi. Lydia và giáo hội cùng nhau đưa ra kế hoạch tự sát của quý tộc làm cho cả nước kinh ngạc và dán tội hành hình lên người Lydia và trừ khử ta. Cái chết bất ngờ của ta và phụ hoàng nằm trên giường không dễ nổi. Là Lydia vì muốn có hoàng vị mà phạm tội. Em nói đúng không chị? Không, không phải như vậy. Tất cả mọi việc cô nói ta đều không biết. Phụ hoàng, con cũng là con gái của người. Người không thể chỉ nghe một phía từ Abela. Việc đến nước này rồi, con còn xả biện. Lydia, con khiến ta thất vọng quá. Phụ hoàng, rõ ràng đều biết cô thậm chí còn chủ động đưa ra ý muốn hạ độc bọn họ. Không chỉ là phụ hoàng của cô, còn có em gái của cô, cô thật sự hận bọn họ. Không, bọn họ cơ bản không phải người thân của cô, việc này chẳng qua chỉ là lời nói dối mà thôi. Người nói cái gì? Cô chẳng qua là con gái của một người nông dân, là ta nhìn thấy ánh mắt của cô rất giống hoàng thất mới được ta lựa chọn nhờ vợ ta làm việc chăm chỉ, khiến hoàng đế ao ảnh, cho rằng cô thật sự là con gái ông ta. Không ngờ rằng cô vô dụng như vậy, bây giờ còn muốn giả vờ không biết. Ly ra không phải con gái của Vũ Hoàng, tất cả mọi việc đều là cho lừa. Không, không phải, ta rõ ràng chính là con ruột của Vũ Hoàng, ta là công chúa. ngươi gạt ta, các ngươi đang gạt ta. Không hay, cô ta muốn nổ ra ma lực. Các người đang gạt ta Ta muốn giết hết các người Giết hết các người Nguy rồi Không thể để thua ta nổ ra ma lực ở đây Ta phải ngăn cô ta lại Giao cho ra đi Lydia Cô nghe ta nói Nghe ta nói được không Không Các người đều là lừa đảo Đều là lừa đảo Không có ai gạt cô Mọi người đều không gạt cô Không có ai gạt ta Đúng Tôi tin cô Rai Điện hạ ăn chút trái cây, nghỉ ngơi chút đi. Ta đến đây. Chuyện của hôm đó kết thúc, giáo hoàng bị chém đầu. Xin hãy để con gọi người lần nữa, tạm biệt phụ hoàng. Lydia kiên quyết về cô nhi viện lúc đầu nuôi dưỡng cô ấy, không muốn ở lại hoàng gia nữa. Còn Rai cũng từ chối tiếp nhận giáo hội, một mình rời khỏi hành đô. Và ta còn có người bạn bất ngờ qua thư, Bella. Trong thơ có thể nhận ra cuộc sống của cô ấy sau khi về phủ công tước rất vui vẻ. Phu nhân chona và giáo hội cấu kết bị công tước Russell xử lý nghiêm khắc. Tất cả đều trở về đúng quỹ đạo rồi. Còn về Lydini đã nói giải thích với mình kết quả về vương quốc trong đêm còn gật mình nó không tức giận nữa chứ. Vào đi, Nia không phải đi sắp xếp hội trường rồi sao? Sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Lirini, sao cậu nhanh như vậy để trở về rồi? Việc của vương quốc ta đã xử lý xong rồi, công tức Lucio sẽ xử lý việc thay ta, lúc ta không coi vương quốc. Đã sẽ ra chuyện gì sao? Không, là ta còn có việc quan trọng hơn. Thì về thân cận, Lirini bày tỏ thành ý tốt đẹp nhất với người công chúa điện hạ của thần. nữ chính trong tiểu thuyết sẽ có kết cục tốt đẹp và kết cục của nhân vật phụ không ai để ý. Nhưng may mắn mà lần này, Abila không phải nhân vật phụ đáng thương, mà là nhân vật chính của bản thân mình.